máy nhầm một xíu nha các bạn. Cái máy của bạn tức là phần trước là nó hai phần nha, phần bằng trong ra nhé, trong ra đây. Còn cái phần thứ hai là cái phần từ cột này ra ngoài này 1 mét bạn, ba trăm làm trăm này, mét này, cột cột ra này. Cái phần phía sau này máy của bạn hai thành phần, ba thành phần, phần máy tôn thì chưa tính nha. Ta sẽ có cái phần sau này nó dưới 300 à, và nó sẽ chạy như thế này các bạn, chạy chắc và cái phần nữa là cái phần máy bằng nó nằm ở trên mặt này và cái phần dây này. Thì cái phần ở bên trên này á, thì ban nãy ta dựng, ta chưa dựng thì chúng ta có dựng bằng cách là các bạn đen nha, các bạn dùng cái rectangle cũng được theo với rút đó. Cái chỗ này các bạn dùng cái blend nhé, bạn bật cái độ auto grid lên, bạn auto grid để lấy cái mặt này, rồi các bạn bật cái độ bắt điện là 3. Còn chúng ta sẽ vẽ từ cái góc này, nó sẽ... các bạn ra con trục, cho cái trục kết trên bằng ngang. Thì chỗ này chúng ta có một bằng như này, rồi các bạn vẽ xong thì các bạn xeo nó lên trong, các bạn sẽ có được cái máy nằm ở này. Nhất cái thứ hai thì các bạn vẽ cái tăng lại rút được khoảng tương nhau nha các bạn. Ở cái chỗ này á, vẽ được cái seno thằng máy này nó đi theo cái tờ này á, bạn có hai cách. Thứ một á là các bạn lại lấy cái này đúng không, copy ra xong theo cái box này xong bạn ghép nó. Đã biết để hướng dẫn các bạn thêm một cái cách nữa, đó là chúng ta vẽ một cái đoạn này xong các bạn convert nó sang edit poly. Ta vào trong cái cấp S của nó và chúng ta dùng connect à, cái này không học rồi nha. Ta sẽ chọn hai cạnh này, ta bấm next một cái này nhá, đây đó. Thì các bạn dùng công cụ di chuyển bạn khóa cái đồ lại, cho nó là bắt điện 3 từ view 3D và chúng ta sẽ di chuyển cái đường này bắt sát đây. Sau đó thì để nguyên đó, các bạn sẽ cho nó đi ra, di chuyển ra theo trục x là 500 nữa và chúng ta có được một mặt ở đây nhé. Vậy chúng ta sẽ cắt được một mặt thành hai mặt chưa. Vậy thì cái mặt này kích thước đây đây là 500. Thì bây giờ có một cái công cụ mới thì các bạn ở trong cái cấp polygon edit poly nhé, công nhé. Bữa trước là chúng ta có bridge rồi đúng không, chúng ta có inset rồi đúng không, thì chúng ta có extrude trong polygon rồi. Các bạn là extrude ở trong polygon và là extrude chúng ta áp ngoài vật thể nhé. Các bạn bấm vào cái phép extrude này, bấm vào bảng xích đó. Thì các bạn muốn nó ra bao nhiêu thì các bạn cho ra bấy nhiêu đây. Thực ra thì chỗ này các bạn nếu như bạn biết kích thước đây đây là bao nhiêu thì nhập vào đây cũng được, nhưng bạn không biết thì sao cả, nó ra đại mặt như này rồi thì chúng ta ba xong rồi từ đây qua bên này, đây qua bên này ta sẽ làm và lần này chúng ta nhập xác là 500 trăm là sao, thì nó đi ra phía sau này trăm nữa. Tại vì chúng ta nhập vào đây 500 vì sao? Bạn extrude đây, khi bạn extrude nó tạo ra nếu như thầy cầm cái này á,
chỗ này mà thầy muốn vương anh 500 á, việc là di chuyển qua 500 á, chạy thêm mất công. Các bạn sẽ phải làm gì? Các bạn là chọn hai cái S này, các bạn connect cái phone, sau đó các bạn cạnh này nhau đó, bạn mới có được cái mặt này. Sau đó các bạn lại extrude theo cái phương này bao nhiêu đó, xong rồi các nối xong. Đó là nếu như các bạn làm như thế. Còn nếu ở chỗ này các bạn nó tắt cái rồi nhanh hơn không? Cho nhanh hơn thì việc là bấm chút tin nha, 500. Khi các bạn cái chút ra thì tạo mặt này đã à, chúng ta ép nó vào đây rồi sau đó thì ta có được. Vậy thì nếu như mà không biết cái chuyện ép chút rồi thì các bạn chỉnh được cái khối hình rồi này nha, và ép khối lại ép chút nhanh. Vì nếu như các bạn dừng bằng cái khối rời thì sau đó thì các bạn phải làm thêm một bước nữa là bấm vào symbol xong rồi tắt hết cả mấy ông này nhau. Còn bạn có công này. Tục nha. Giờ đối với tường bao này, có thể là dựng lên. Thì đầu tiên là cái tường này nhé, thì đã cho cái poly rồi. Các bạn chọn sang cái view mà đứng quét cùng chọn đầu, nhớ là quét chính xác nha, từng quét xuống dưới, tại vì dưới này có nhiều cái điểm xây dựng làm cái cửa sổ là bằng cách người ta cắt trước đó, nhiều điểm ở trên này các bạn. Để chuyển sang chỗ F3 chống chắc ăn ba để các bạn chơi, các bạn chỉ ta được chọn, ta sẽ dùng công cụ chuyển đó thì từ trên này á, ở trên này nó tường bao này, bao và xung quanh cái tôn này cao hai, chung là một là bạn nhập một hai hai là các bạn tạo cái cấp polygon này, các bạn sẽ chọn những cái polygon ở trên cái bề mặt, bấm control để hoặc là ở trong chọn này ta sẽ có hai cái nút là Print với lại Row này, sẽ chọn hết cái. Hoặc là một cái cách nữa là các bạn sẽ vào trong cái để cho file này polygon nha. Rồi những cái mặt ta cần chọn mặt bên trên này, quét cái vùng chọn phẩm trên này, ta chọn đúng cái mặt này thôi, đang đây quét này. Đó chúng ta sẽ dùng cái công cụ là chút nhé, cái chút và ta sẽ cho nó lên một chút xíu. Sau khi lên một chút xíu như thế này rồi thì các bạn dùng công cụ di chuyển, bạn bắt điểm cái tiếp đấy là chúng ta từng tao trước chạy ra phía trước này thì một là dựng cái box ghép vô, còn nếu như bạn